Kinh văn: Diệu tra nghiêm vương tới như quả tần bà, tán rằng đây là từ trên hư không xuống tán thán phát nguyện có hai phần. Một phần đầu tán thán năm đức, hai phần sau phát sáu nguyện. Chữ có âm đọc là cam, màu xanh ánh đỏ, tức màu cánh cam. Mắt Phật có sắc đẹp như màu lá của loài sen, có hoa đỏ tía, xanh, có ánh hồng bao quanh, nên gọi là màu xanh đỏ. Quả tần bà màu đỏ và bóng, cho nên lấy làm ví dụ. Kinh văn: Bấy giờ Diệu Tra Nghiêm Vương tới các tâm ác, tán rằng dưới là phát sáu nguyện, trong đó phần đầu tán thán chung Phật Pháp, phần sau là phát riêng sáu nguyện. Dù là giáo dạy hay là giới dân, nơi chốn thực hành hai loại này thảy đều yên ổn, vì chúng sinh lìa ác mà tích thiện. Kinh văn: Nói lời này rồi, lễ Phật mà ra, tán rằng đây là ý thứ sáu, nói rồi thì lui ra. Kinh văn: Phật bảo đại chúng tới Bồ Tát đấy, tán rằng đây là đoạn thứ hai hội kim cổ. Kinh văn: Dược vương dược thượng này tới cũng nên lễ bái, tán rằng dưới là đoạn thứ ba khuyên mọi người quy lễ. Đầu tiên là tán thán, sau đó là khuyên quy lễ. Kinh văn: Phật thuyết này tới được pháp nhãn tịnh, tán rằng dưới đây là đoạn thứ tư trong phẩm kết luận tạo thành ích lợi thủ thắng. Đối pháp quyển 9 nói rằng đạo vô gián có thể xa được trần, đạo giải thoát có thể lìa được cấu, do hai đạo này mãn cho nên được pháp nhãn tịnh chứng sơ quả. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát ba môn phân biệt: một, nói rõ dụng ý; hai, giải thích tên phẩm; ba, giải đáp thắc mắc. Một, nói rõ dụng ý, luận nói rằng lực hộ pháp thì do phẩm Phổ Hiền và phẩm cuối thị hiện. Trong phẩm Trúc Lũy, Phật tự mình ba lần dặn dò phó thác việc hộ pháp. Còn trong phẩm này, Bồ Tát khuyến pháp mọi người hộ pháp, vì thế cho nên có phẩm này. Hai, giải thích tên phẩm. Nhân từ tuệ ngộ thì gọi là hiền, đức lợi đầy khắp thì gọi là phổ. Đó là do trong thì chứng được nhất chân, ngoài thì thành tựu muôn đức. Bởi vậy đức lợi đầy khắp, nhân từ tuệ ngộ cho nên gọi là phổ hiền. Bát Nhã Lý Thú Luận nói rằng hết thảy hữu tình đều là Như Lai tạo, vì phổ hiền Bồ Tát khắp trong tự thể, do chứng lý phổ biến hiền thiện và đạo năng chứng thì gọi là phổ hiền. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng thân tướng phổ hiền y vào Như Như, chẳng y vào nước Phật, do trong thì chứng được lý phổ biến hiền thiện này, ngoài thì thể hiện ba nghiệp không gì không hiền, cho nên gọi là phổ hiền. Đó chính là tên gọi của đức tự lợi. Dẫn dụ khích lệ thì gọi là khuyến, dìu dắt khiến sinh thì gọi là phát, dạy dỗ dẫn dụ khích lệ khiến tín đạo phát sinh thì gọi là khuyến phát. Đây chính là đức lợi tha. Trong phẩm này thuyết minh việc Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát tín tâm chỉ kích nhập đạo, cho nên gọi là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi: Vì sao Phổ Hiền tới khuyến phát mà chẳng phải là các vị khác? Đáp: Vì muốn thuyết minh về tin thuận theo đạo, chứng nhất thừa, hết thải mọi thứ trong ba nghiệp, không gì không hiền. Kinh văn: Bấy giờ Phổ Hiền tới đi vòng quanh bảy vòng theo chiều tay phải, tán rằng toàn phẩm văn chia làm sáu đoạn. 1. Đường đi tới của Phổ Hiền. 2. Bẩm bạch nghe kinh. 3. Phật bảo cho bốn pháp. 4. Phổ Hiền khuyến pháp. 5. Thích Ca tán khuyến. 6. Đại chúng đương thời được lợi ích. Đây là đoạn đầu có 4 mục: A. Từ phương đông tới. B. Tướng nơi trải qua. C. Đổ chúng đi theo. D. Tới rồi quy lễ Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng thân tướng Phổ Hiền y vào Như Như, chẳng y vào nước Phật. Trí Độ Luận nói, mỗi lỗ chân lông của Phổ Hiền Bồ Tát đều thường xuyên xuất hiện thế giới chư Phật và chư Bồ Tát đầy khắp mười phương để hóa độ chúng sinh. Không có trụ xứ đích xác nhất định nào. Nay nói từ phương đông tới, đó là căn cứ vào một hóa thân ứng hiện nhìn thấy, nghe thấy của chúng sinh mà nói. Kinh Bảo Vân nói, Bồ Tát có 10 loại pháp gọi là thiện năng tác hóa. Một, bản thân ở một nước Phật chẳng hề động mà có thể thăm hỏi thuyết pháp ở khắp mọi nước Phật. Hai, bản thân ở một nước Phật chẳng động mà có thể nghe và tiếp thụ được lý sâu ở khắp các cõi Phật. Ba, bản thân ở một nước Phật chẳng động mà có thể cúng dường khắp cả mười phương chư Phật. Bốn, bản thân ở một nước Phật chẳng động mà có thể trang nghiêm bồ đề thể đều đầy đủ ở khắp các nước Phật. Năm,
Bản thân ở một nước Phật chẳng động mà có thể cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. Mỗi khi có vị Phật nào ở mọi nước Phật mới thành đạo ngồi ở đạo tràng dưới cây Bồ đề. 6. Bản thân ở một nước Phật chẳng động mà tự thân có thể thị hiện ở mọi cõi Phật, ngồi ở đạo tràng hiện thành Phật đạo. 7. Bản thân ở một nước Phật chẳng động mà có thể thị hiện truyền pháp luân ở mọi cõi Phật. 8. Bản thân ở một nước Phật chẳng động mà có thể thị hiện nhập niết bàn ở mọi cõi Phật. 9. Bản thân ở một nước Phật chẳng động mà có thể vì những ai cần thụ hóa ở mọi cõi Phật mà đều hiện thân. 10. Bồ Tát chứng đắc vô tác thần thông đối với hết thảy mười phương cõi Phật, chẳng khởi ý tưởng là phải biến hóa, chẳng khởi ý tưởng là phải dùng thần thông mà thảy đều thị hiện, tùy theo thân cần thị hiện tương ứng để độ chúng sinh cần độ. Nghiệm theo đây thì thấy Phổ Hiền đã thành Phật từ lâu, nhưng thị hiện làm Bồ Tát để khuyến khích việc tu diệu hạnh. Kinh Vô Cấu Xưng nói rằng, tuy đắc Phật đạo nhưng chẳng bỏ đạo Bồ Tát, đó gọi là Bồ Tát hạnh. Kinh Văn, bạch Phật rằng, tới được kinh Pháp Hoa này, tán rằng đây là đoạn thứ hai bẩm bạch nghe kinh, có hai mục. Một, mục đầu nói về dụng ý tới đây, hai, mục sau thỉnh cầu giải đáp nghi hoặc, cho rằng ngay lúc Phật tại thế mà Pháp còn khó đạt được, thì sau khi Phật diệt độ rồi không ai làm chủ thì làm sao mà đạt được kinh, được nghe, tư duy và tu hành, văn tu tu để sinh tinh thuận. Thêm nữa, khi Phật tại thế thì chúng sinh hoặc nhẹ nghiệp mỏng nên còn có thể đạt được kinh này. Sau khi Phật diệt độ rồi thì chúng sinh nghiệp dày hoặc nặng, làm sao mà đạt được kinh, vì khó tin, khó được nghe, khó tư duy, khó tu hành. Kinh Văn, Phật bảo Phổ Hiền tới ắt đạt được kinh này, tán rằng đây là đoạn lớn thứ ba Phật bảo cho. Bốn pháp có ba bước, bước đầu nêu lên, bước hai nói rõ, bước cuối kết luận. Bốn pháp đó là: một, được chư Phật hộ niệm, có nghĩa là đòi hỏi phải căn thục. Bát Nhã Luận nói rằng khéo hộ niệm cho các Bồ Tát là thuyết cho Bồ Tát căn thục. Người mà căn chưa thục thì chỉ nghe ngôn ngữ mà chưa đạt được lý căn thục thì có thể đạt được giáo và lý. Hai, vun trồng các gốc đức, nghĩa là đòi hỏi trước hết phải tu cả hai nhân phúc tuệ, khởi các căn như tín, vân vân thì mới đến được cái mức nghe giáo thì đạt được lý. 3. Nhập chính định tụ, nghĩa là chính kiến quyết định. 4. Phát tâm đại bi, cứu tế chúng sinh. Pháp đầu là tư lương đạo, năng văn năng tư. Pháp thứ hai là gia hành đạo, năng tu định quán. Pháp thứ ba là kiến đạo, năng chứng thâm lý. Pháp cuối cùng là tu đạo, năng tập năng chứng. Y vào bốn vị này, mỗi vị đều tăng trưởng. Thêm nữa, ngoài gặp Phật giúp, trong tu gốc đức quyết định chẳng hủy báng, từ bi quảng đại đều tại địa tiền thì mới có thể đạt được cả hai thứ giáo và lý của kinh. Nhưng theo Du Già thì nhập chính định tụ nghĩa là phải nhập sơ địa, ở đây nói rằng chẳng phải thế. Kinh Văn, bấy giờ Phổ Hiền tới trong đời trược ác, tán rằng đây là đoạn lớn thứ tư Phổ Hiền khuyến pháp, có bốn mục: một, thuyết minh về việc hộ trì; hai, lợi ích trong kiếp này; ba, đoạn từ, nếu chỉ sao chép thì người ấy sau khi mệnh chung sẽ được sinh trên cõi trời đau lợi trở xuống, lợi ích trong kiếp sau; bốn, đoạn từ có những công đức lợi ích như vậy trở xuống, kết luận khuyên hãy phát tâm. Đây là mục đầu kinh Đại Tập phần Nguyệt Tạng nói: sau khi Phật diệt độ, 500 năm đầu là giải thoát kiên cố, 500 năm thứ hai là thiền định kiên cố, 500 năm thứ ba là đa văn kiên cố, 500 năm thứ tư là tạo dựng chùa tháp vân vân, phúc đức kiên cố, 500 năm thứ năm là đấu tranh kiên cố. 500 năm sau có ba cách giải thích: a, một là nay đang là 500 năm thứ ba là đa văn kiên cố, vì y vào đại thừa chính pháp 1000 năm sau chính pháp cho nên nói là 500 năm sau. B, hai là nay đang là 500 năm thứ năm, 500 năm sau nói trong kinh này phải là 500 năm cuối cùng. Căn cứ vào hai cách giải thích trên thì trước đây sau đây, nếu có ai thủ trì kinh này tuy chẳng phải là chẳng ủng hộ, nhưng con người trong thời gian sau đây phần nhiều tệ ác, người tin là khó cho nên cần phải ủng hộ. C, bà là Thế Tôn ký biệt về thời gian, các chủng loại nhất nhất đều 500 năm, đều gọi là 500 năm sau, sau khi Phật diệt độ. Trong các khoảng thời gian này, Bồ Tát đều ủng hộ cả. Do trong việc ủng hộ, thập địa luận nói có ba hộ pháp.
1. Hộ giáo pháp, đó là sao chép đọc tụng diễn thuyết cho người khác. 2. Hộ hành pháp, tư duy tu tập trong lúc tu hành, nếu có gì khó khăn trở ngại thì nhiếp thụ cứu giúp. 3. Hộ chứng pháp, Tam Phật Bồ Đề nhiếp chứng pháp này, giáo hóa truyền thụ, tức là thể hiện Bồ Tát trong thời chính pháp ủng hộ ba pháp này vì vẫn còn có chứng. Trong thời tượng pháp thì hộ giáo pháp và hộ hành pháp vì không còn có chứng nữa. Sau thời mạt pháp thì chỉ có hộ giáo pháp vì không còn hành nữa. Bị yếu của thiền pháp chẳng phải là tông chỉ của đại thừa nên chẳng cần hòa hợp. Điều mà Kinh Bi Hoa vào Ngài Chân Đế nói là 50 năm sau khi Như Lai diệt độ, xét về lý mà nói thì e rằng câu văn viết lầm. Có người nói rằng đó là nói sau khi Phật diệt độ, tới thời kỳ con người thọ 50 tuổi, cho nên cũng chẳng trái ngược nhau. Kinh văn, nếu có người thụ trì tới đều chẳng được tiện, tán rằng dưới là mục thứ hai lợi ích trong kiếp này có 3 phần. 1. Phần đầu thuyết minh về 3 phẩm tu được lợi ích khác nhau. 2. Phần 2 là đoạn từ nếu kinh Pháp Hoa lưu hành ở cõi Diêm Phù Đề trở xuống, nói rõ kinh được lưu hành ở đời đó là nhờ được phổ hiền. 3. Phần cuối là đoạn từ nếu có ai thủ trì đọc tụng vân vân trở xuống, nói rõ người có khả năng lưu hành kinh này thì phù hợp với hạnh phổ hiền. Trong văn, phần đầu có 3 mục. A. Mục đầu ủng hộ cho hạng hạ phẩm thụ trì. B. Mục 2 ủng hộ cho hạng trung phẩm thụ trì. Đó là đoạn từ người đó hoặc đi hoặc đứng trở xuống. C. Mục cuối ủng hộ cho hạng thượng phẩm thụ trì. Đó là đoạn từ Bạch Thế Tôn nếu đời sau trở xuống. Mục đầu có 2 ý. 1. Đầu tiên nêu rõ mọi ác pháp, ác nhân đều chẳng làm gì được. 2. Sau đó nói riêng 12 hạng phi nhân cũng chẳng làm gì được. Chữ đọc là tứ, sách Ngọc Thiên giải thích tứ có nghĩa là rình mò, dòm dò. Kinh văn, người đó hoặc đi hoặc đứng tới Đà La Ni, tán rằng đây là ủng hộ cho hạng trung phẩm thụ trì có 4 ý. 1. Ủng hộ khi đọc. 2. Ủng hộ cho khi tư duy. 3. Nếu quên thì khiến nhớ. 4. Nhìn thấy thì thêm tinh tiến. Thêm tinh tiến có 3. A. Nhìn thấy thì vui thích, thêm tinh tiến. B. Đạt được định. C. Đạt được tổng trì. Pháp âm phương tiện Đà La Ni là trí định để tăng thêm lực thực hành việc thuyết pháp. Kinh văn, Thế Tôn tới lực thần thông, tán rằng đây là ủng hộ cho hạng thượng phẩm thụ trì, có 5 ý. 1. Dạy cho biết quỹ tắc 3 lần 7 ngày tinh tiến. 2. Khiến được thấy, được truyền đạo, được nghe pháp, đạt được tổng trì. 3. Kẻ ác chẳng làm tổn hại được. 4. Chính thuyết thần chú. 5. Kết luận lực của bản thân mình. Người tìm kiếm là người cần tu Pháp Hoa hoặc là tất cả những người mà thuyện nguyện có ý mong cầu tu tập kinh Pháp Hoa này thì trong thời gian 3 lần 7 ngày phải nhất tâm tinh tiến phổ hiền quán kinh thuyết minh về hành pháp có 5. 1. 3 lần 7 ngày thì thấy. 2. 7 lần 7 ngày được thấy. 3. 1 lần sinh được thấy. 4. 2 lần sinh được thấy. 5. 3 lần sinh được thấy. Trong này, theo thuyết xưa, thượng phẩm tinh tiến thì 3 lần 7 ngày là thấy được. Cho đến phẩm thứ 5, phải tu trong 3 lần sinh mới thấy được. Thêm nữa, điều này chẳng nhất định. Đầu tiên thấy thân hại liệt thì có thể chỉ 1 lần 7 ngày. Cho tới 3 lần sinh thì được thấy thân thủ thắng. Vì sự tu hành khác nhau cho nên phải qua thời gian dài mới thấy được thân thủ thắng. Về tinh tiến thì kinh đó chỉ phổ hiện quán kinh, nói có 6 pháp. 1. Trang nghiêm đạo tràng. 2. Tẩy rửa bản thân cho sạch sẽ. 3. Sáu thời lễ bái. 4. Khải thỉnh lục sư. 5. Đêm ngày đọc tụng kinh điển đại thừa. 6. Tư duy về đạo lý không pháp rất sâu. Lúc làm pháp quán này thì lập tức thấy phổ hiền, có thể diệt được trăm vạn ước A Tăng Kỳ tội nặng sinh tử. Chưa thấy văn nói về khải thỉnh lục sư, nay tạm thời giải thích như sau. Thích Ca là hòa thượng, Văn Thủ Sư Lợi là A Xả Lê, Di Lặc Bồ Tát là giáo thụ sư, Mười Phương Phật là tôn chứng sư, Mười Phương Bồ Tát Ma Ha Tát là đồng pháp lữ, Bồ Tát phổ hiền là sám hối giới chủ. Đủ lục sư như thế mới có thể sám hối thụ tam tụ giới, vân vân. Khải thỉnh như vậy thì mới thấy phổ hiền. Kinh văn, nếu kinh Pháp Hoa tới lực uy thần,
Tám dòng, đây là phần thứ hai của mục thứ hai. Kinh được lưu hành ở đời là do lực của Phổ Hiền. Tình văn: nếu có ai thủ trì tới tay xoa đầu người ấy. Tám dòng, đây là phần cuối của mục thứ hai. Người nào có thể lưu hành được kinh này thì phù hợp với hạnh Phổ Hiền, cho nên được Phật xoa đầu. Kinh văn: nếu chỉ sao chép tới vui chơi thỏa thích. Tám dòng, dưới đây là mục thứ ba của đoạn lớn thứ tư, lợi ích trong kiếp sau có ba phần: một, hạ phẩm tu thì sinh ở cõi trời đau lợi, vân vân; hai, trung phẩm tu như thủ trì, vân vân, thì sinh ở cõi trời dạ ma, vân vân; ba, thượng phẩm tu thì được ngàn Phật trao tay, vân vân. Đây là phần đầu có ba ý: một, nơi sinh của người chỉ sao chép; hai, tướng đón tiếp; ba, thân trạng. Sinh ở cõi trời tứ thiên vương cũng là hạ phẩm sinh, được đi chẳng nêu. Kinh văn: huống chi thủ trì tới tu hành đúng pháp. Tám dòng, đây là trung phẩm tu thủ trì, vân vân. Sinh ở cõi trời dạ ma và hai cõi trời ở trên chẳng thấy Phật, con được đi vì không có quả. Kinh văn: nếu có người tới mà sinh ở trong. Tám dòng, đây là thượng phẩm tu được ngàn Phật trao tay, có bốn ý: một, ngàn Phật trao tay khiến không sợ hãi; ba, trốn vãng sinh; bốn, thấy Bồ Tát. Ba phẩm tu sinh đã nói ở trên, mới chỉ nêu một tướng chẳng phải là đã nói hết lẽ thực. Nói cho hết lẽ thực thì trong 10 pháp hành, mỗi pháp đều có 3 phẩm. Vì chỉ như trung phẩm đã có thủ trì cho đến giải nghĩa, thượng phẩm cũng có. Tùy theo sự tự tu tập, có thượng có hạ, tu hành đúng pháp, đều có hạ có thượng. Nay chỉ ở trung phẩm nói là có, còn thượng phẩm thì không. Đó là căn cứ vào một tướng mà nói. 10 pháp hành trên, biện trung biên luận nói: 8 pháp hành đầu là văn tuệ, là hạ phẩm. Pháp hành thứ 9 là tư tuệ, là trung phẩm. Pháp hành thứ 10 là tu tuệ, là thượng phẩm. Ở trong văn tuệ, sao chép cúng giảng, thí tha là hạ. Vì là dễ nghe giảng, duyệt đọc, phúng tụng là trung, thụ trì khai diễn là thượng vì khó. Thêm nữa, tu 1, 2, 3 pháp hành là hạ, 4, 5, 6 pháp hành là trung, 7, 8, 9, 10 pháp hành là thượng. Vì điều mong mỏi của mỗi loại thì khác nhau. Kinh văn: có những công đức lợi ích như vậy tới khiến chẳng đoạn tuyệt. Tán rằng trong đoạn lớn thứ tư Phổ Hiền khuyến pháp, đây là mục thứ tư, kết luận khuyên hãy phát tâm có hai ý: một, đầu tiên là nói rõ thắng pháp khuyên hãy tu hành; hai, sau đó là hộ pháp khiến hành. Kinh văn: bấy giờ Phật Thích Ca tới danh hiệu Bồ Tát Phổ Hiền. Tán rằng dưới đây là đoạn lớn thứ năm trong phẩm Thích Ca tán khuyến có ba phần: phần đầu ca ngợi Phổ Hiền, phần hai tán thán người trì kinh, phần ba tướng thuận nghịch đối với hành giả. Đây là phần đầu có ba ý: một, tán thán việc hỗ trợ kinh này; hai, tán thán hạnh nguyện của Phổ Hiền; ba, hộ người trì danh hiệu Phổ Hiền tán thán hạnh nguyện có ba nhân: a, tự lợi; b, lợi tha; c, khen người. Kinh văn: Phổ Hiền nếu có tới được áo che cho. Tán giảng dưới là tán thán người trì kinh có bốn điều: một, thuận Phật hành; hai, lìa mọi ác; ba, sẽ được xuất thế; bốn, nhất định chán sinh tử. Điều đầu tiên này có sáu ý: một, vì thấy Phật nên biết được ba loại thân lý trí hóa; hai, như đích thân nghe pháp từ miệng Phật nên hiểu được giáo ý; ba, là pháp cúng giảng để cúng giảng Phật; bốn, được Phật tán thán vì hợp với bản tâm của Phật thì Phật tùy hỷ; năm, được Phật xoa đầu, được Phật giáo hóa gia bị cho bản tâm như thụ ký cho; sáu, được y Phật che cho vì có đầy đủ các hạnh tàm quý, nhu hòa, nhẫn nhục, vân vân. Kinh văn: người như vậy tới hạnh của Phổ Hiền, tán rằng đây là lìa các điều ác có năm ý: một, chán sự vinh hoa sung sướng của thế gian; hai, chẳng thích ác duyên; ba, tâm khéo điều hòa thanh tịnh; bốn, diệt trừ phiền não; năm, tu hành ít dục. Chẳng thích ác duyên có ba thứ: a, tả hạnh; b, ác nghiệp; c, văn chương nghệ thuật vân vân của ngoại đạo. Tâm khéo điều hòa thanh tịnh có ba thứ: a, chất trực; b, chính niệm; c, phúc đức. Diệt trừ phiền não có ba thứ: a, trừ tam độc; b, diệt ghen ghét; c, trừ tam mạn. Tu hành ít dục có ba thứ: a, ít dục; b, tri túc biết đủ; c, tu hạnh Phổ Hiền. Kinh văn: Phổ Hiền nếu Như Lai tới trên pháp tòa. Tán rằng đây là mục thứ ba sẽ được xuất thế có năm ý: một, hướng đạo tràng; hai, phá ma chúng; ba, đăng chính giác; bốn, chuyển pháp luân; năm, thăng pháp tòa.
kinh văn phổ hiện nếu ở tới được phúc báo của mình. Tán giảng đây là mục thứ tư nhất định chán sinh tử, có hai ý: một, chẳng tham của cải đồ Phật; hai, được quả báo hiện tiền. Kinh văn nếu có người tới được quả báo hiện tiền. Tán giảng đây là đoạn lớn thứ năm của phẩm này, nói về Thích Ca khuyến tán. Dưới đây là phần thứ ba nói về tướng thuận nghịch đối với hành giả, có năm ý, trong đây có hai ý: một, kẻ hủy báng kinh này thì sẽ bị quả báo không có mất vì đã hủy báng pháp nhãn thanh tịnh; hai, người tán thán kinh này thì được hiện báo vì tâm điền đều thủ thắng. Kinh văn nếu lại thấy người thụ trì tới phải như kính Phật. Tán giảng trong này có ba ý: một, kẻ nào bới lỗi lầm của hành giả thì bị bệnh hủi cùi; hai, kẻ nào khinh rẻ chê cười hành giả thì đắc tội; ba, khuyên hãy sinh tâm cung kính. Kẻ khinh rẻ chê cười đắc tội sẽ bị 10 thứ bệnh như trong kinh văn đã nói, có thể biết được. Chữ trong từ liễu lệ xoáy tít chỉ nước đọc là liễu, trong sách thuyết văn chỉ có chữ liễu. Trong từ liễu đạt hiểu thấu, chữ liêu trong từ liêu thái giao răng, chữ liễu trong cụm từ mục tinh lãng liễu con mắt tinh sáng. Ngoài ra không có chữ nào đọc âm liễu như chữ cả. Có hai chữ liệu trong từ liệu trá đốt nướng và chữ liêu trong từ liêu nhiễu vòng quay quấn quýt. Này chữ này đọc là liễu. Chữ trong từ đọc là lai, theo sách Ngọc Thiên thì từ giác lai có nghĩa là mắt lác. Kinh văn lúc nói phẩm phổ hiền này tới làm lễ rồi đi. Tán giảng đây là đoạn lớn thứ 6 trong phẩm nói về đại chúng đương thời được ích lợi, có hai phần: một, phần đầu nói về ý được ích lợi; hai, phần sau nói về ý phụng hành. Lời cuối sách: cơ tôi đây trong thời gian vân du thuyết pháp trên đường dừng lại Bắc Lăng, các giới tăng tục học tập đạo Phật có bảo tôi giảng kinh này. Vì bản thân tôi chẳng thể tu học nghĩa cũ cho nên đành phải tự mình soạn ra văn mới. Tối soạn sớm giảng, khi giảng xong thì kinh sớ tiêu bộ Pháp Hoa Huyền Tán này cũng viết xong. Tha nỗi bản thân tôi học ít biết đông, cho nên nghĩa lý biên xong thì ngôn từ cũng hết. Nghĩa kinh vốn rất sâu xa xúc tích, cho nên tôi tuy vụng về cũng cố gắng tán tụng thêm để thành sáng tỏ. Tôi nèm nếp thận trọng y vào thánh giáo, xoáy vào một mực lấy ở huyền tông, thế mà vẫn còn sợ là ngôn từ sơ xuất, sai với tôn chỉ trong kinh, trái với những điều viện dẫn. Kinh này là bộ kinh điển quan trọng nhất đối với người đang tu đạo. Người ta ai chẳng tán tụng lời văn sâu xa của kinh này, đã chẳng thể lặng im không nói, nên đành phải trịnh bày những suy nghĩ ngông cuồng hời hợt của mình, những mong các bậc thức đạt quân tủ phụ chính cho tôi. Vậy tôi xin kết thúc bằng bài tụng rằng: hạnh lý tiếp thu từ các kinh, lược tán nhất thừa chân pháp nghĩa, đôi lời chân thực thí quần sinh, nguyện cùng chóng thành vô thượng quả. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán quyển thứ 10 hết. Đây là sách đã viết xong tại phòng trí luận sư phiên kinh viện chùa Đại Từ Ân tại Tây Kinh tức Tràng An Trung Quốc đời Đường vào năm Điều Lộ thứ 2 tháng 9. Sách này được biên soạn in ấn ra đó là nhờ công tích của vị sư Hoằng Pháp dịch kinh, nhờ công đức cao cả tốt đẹp của các vị đại vương tiểu vương. Sách này phải biên soạn nhiều lần mới xong, nhưng đại sư Khuy Cơ vẫn chuyên tâm vào việc biên soạn, chẳng để ý tới các việc khác. Chưa được bao lâu thì ngài bỗng nhiên nhập diệt. Thần của ngài tuy đi rồi nhưng phong độ của ngài vẫn còn mãi, mỗi khi giảng bộ kinh sớ này lại hằng thương nhớ tới ngài. Những mong nhờ phúc thiện này mà được tam hội sơ đăng, nhờ sự huân tu này mà tới bậc thượng phẩm vượt biển chân như, dưỡng sóng bát nhã, có trí tuệ từ bi xót thương chúng sinh bị đau khổ, đưa họ tới cõi niết bàn cực lạc cùng vô cùng giới tận vô tận sinh, đều diệt khổ nhân cùng lên lạc quả. Niên hiệu Bảo An năm thứ 3 tức năm Nhâm Dần, tháng 7 ngày 11 tức ngày Đinh Mão giờ Thân, sao chép xong. Sư trụ trì chùa Pháp Long là Tăng Giác đem in. Nguyện nhờ công đức chép Pháp Hoa cùng ơn từ bi giải Đại Thừa, cha mẹ bảy đời của đại sư cùng cả Pháp giới mau thành Phật. Niên hiệu Thiên Thừa năm đầu tức năm Tân Hợi, tháng 6 ngày 21 tức ngày Bính Tuất, sư Nhiếp Kiến bắt đầu từ hạ tuần tháng Giêng năm ngoái, đem so với bảng của Thiện Minh Phòng ở chùa Dược Sư đắc nghiệp xong,
để được lợi ích vãng sinh tới cõi Cực Lạc. Niên hiệu Bảo An năm thứ 3 tháng Chạp ngày 13, lấy bàn của Viên Như Phòng chùa Hưng Phúc di điểm xong thì đem in để khiến cho pháp được trụ lâu dài và lợi ích cho cõi người, cõi trời. Bản di điểm này đều là bản của bậc cao danh, thêm nữa bản đều là bản di điểm. Những điều di điểm đều viết bằng son, còn các chữ khác đều viết bằng mực thường để cho hạng mạt học mê muội được sáng tỏ vậy. Niên hiệu Đại Chính năm thứ 10 tháng 7 ngày 20, sau khi đối chiếu bản của sư Tăng Giác in với điểm bản của năm sư, thêm một bản nữa đem giao xong, ngày đó giảng phẩm thọ lượng xong, hạ an cư giảng ba kinh. Mạt học là định giận, quán chủ chùa Pháp Long kính bút. Hồi hướng, nguyện đem công đức ấn tống bộ sách này hồi hướng Tây Phương, tràng nghiêm tịnh độ. Nguyện từ đời vô thủy cho đến sau này, hết thảy kẻ oán người thân, thất tổ cửu huyền, sư tăng cha mẹ, đời nay và nhiều đời về trước, rộng cùng mười phương pháp giới, tất cả chúng sinh, thiện ác, tri thức, tám nạn ba đường, cỏ cây sâu bọ, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng ẩm, bằng loài ẩm thấp sinh, loài biến hóa sinh, hoặc nhầm mà giết, hoặc cố ý giết, tất cả muôn loài, nguyện cởi hết thảy các oan khiên, tiêu tất cả các tội nghiệp, đồng chứng đại bồ đề, đồng sinh Cực Lạc quốc. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Hết. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.